Chào cả nhà đến kênh Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình làm cơm chiều nha cả nhà. Ăn biết không biết ăn gì chưa? Thôi mình mua đồ mình ăn cơm chiều nha. Thầy nhìn thì cũng biết đó, tại nhà mình thích ăn gì đó. Rồi mình chuẩn bị ướp thịt nha cả nhà. Chị Bí nè, chị Bí khổng lồ, nhà mình còn lại ăn trái nè cả nhà. Bí là Bí khổng lồ nha. Bí khổng lồ đó. Ướp thịt trước. Ướp thịt trước rồi mình đi xắt đồ mình nấu canh. Bánh rồi. Nó canh xong nghe cả nhà. Ê, mình làm. Ủa, không có để thật thật vô hả? Không. Mình biết là biết sẵn rồi. Ăn canh xong luôn. Không để miếng, để thả miếng gì nữa. Cho nó có mùi vị. Mình cho ăn luôn. Mình cho ăn luôn, cho thịt không à. Ý ăn canh xong à. Ăn... mẹ giờ mình đem thêm gia vị như thế nào cho nó vừa ăn. Thằng con đổ đó con. Thêm ít thịt ngọt nha. Thế chứ nó cũng hơi lạ chứ chưa vừa ăn cho lắm. Tại vì mình đốt số lượng thịt cũng nhiều. Mời ông bà cô chú ăn bánh coi nè. Hết đường nên mình để thêm đường. Ông bà cô chú ăn bánh cho bột nè. Hey. Cứ đó mà thịt gà ăn luôn. Ê, gần gần ở đây có trái ớt với trái chanh. Trái chanh hồi nó mình làm nước mắm như thế nha. Mình trộn lên nha. Chúa đó làm đổ gà ngon lắm. Đổ gà măng cục hả? Cái chuối nhỏ nhỏ đó. Cái chuối đó là mập lắm á. Hình như không, cái ăn ăn cơm với thịt nướng mà bà ăn thịt gà nó gỏi gà. Gà nấu cháo. Bữa nay em cháo làm đường nướng cho nóng nước mình có nước xài cái nha. Xài cái chạy nha, cái tâm ra đi vô. Cái hùng có mua cái hùng dành để nấu trong chạy nha, ăn nóng nha. Điện nước cũng nấu, rửa thì rửa ở ngoài. Mình rửa thì có cái nước ở ngoài mình rửa. Nó nướng thì ăn cơm nha. Mày cho bà cốc á, bà cốc gánh thì trộn gánh thôi. Thịt thiện hồi mình nghĩ mình chiên nha cái nhà. Đây mình đi lấy cái thao mới được, mình để riêng ngay nha. Mẹ có để ớt không? Ý ăn nó nghe. Ớt nữa mày làm nước mắm đi đâu ăn nước mắm. Chắc có làm hai cho dễ gọt. Có lẽ. Vô nhiều khi mát nha. Nhỏ lên bên chạy thì mát. Mình nói mình qua đây mình ngồi bàn mình ăn cơm như thế nhỉ. Ướt cũng dài luôn. Đúng rồi. Rồi bà ba đứng. Chơi gì bắt bà ba đứng. Ba cho bà ba đứng đi. Thôi ơi, chơi ăn vàng. Ý chơi ăn vàng. Ăn vàng không? Ai vô ăn vàng. Vậy là bà ba bắt bà ba đứng nữa mà coi con ăn hả? Đúng không? Bà ba đi dưới. Chắc đi dưới đó chứ ngồi rồi. Xong bà ba ngồi dưới kia đi. Bà ba ngồi ghế kia hả? Ghế kia là ghế nào nữa? Ghế bên bên ngựa đó. Rồi con ngồi đây là cái gì? Biết cái bên gì? Bên đó đó. Ai cũng ngồi chưa? Bên kia đó đó. Chút xíu nữa gọt gớt em. Ớt cay đó con ơi. Cái này nữa mình đi rửa thôi. Nhìn mà nó nọng cay hết ta. Cái gì? Cái đó nó nọng á. Không có cay. Không có nọng lên cái hơi mùi như cay vậy đó. Tại cái mùi nó gì chứ nó đâu có ớt. Nó muốn sặc. Nó cũ rồi gửi rồi, dễ gọt nhất luôn á. Mẹ mà. Cho cái mình ướp bên này cái nó hôm nha cả nhà. Nếu mà đốt rửa chưa nữa. Chưa. Cái chậm gì á. Nó có gì vậy? Củi. Bắt ấm nước rồi. Bắt không đi nấu nồi canh nè, không đốt bài hao đi. Hả? Đốt bài hao á. Theo tao bắt đó rồi nó có. Rồi ướp đi bắt nước. Mấy gì nướng thì trên bếp luôn, nó trên bếp cũng được. Có than. Ừ vậy còn ngon nữa. Thẳng đốt trên bếp luôn đỡ tấm củi nha cả nhà. Cái này củi không có. Đây, đây là hồ cái trái bí mà khổng lồ quý rồi để dành trái bí ở dưới góc này nè cả nhà. Đi. Rồi ba đừng có ăn trộm ký để ý nấu canh chua ngon lắm. Nè gọt hồi cái tay ghê. Nó không thèm nó dợp rồi kìa. Ăn cốc cho rồi con. Đi. Thôi nè nè, bà cốc giỡn nè. Nè ăn đi. Nè cốc cho nè con một bọc luôn nè. Cái mặt nó buồn ngủ cái mặt kìa. Ốc ốc ốc
Nè ba coi ba con. Nè, ý. Mà cho thì tự ái không lấy nha. Ý ơi. Ý. Ý. Cái mặt con khóc rồi kìa. Cho không lấy nhưng mà nói thì tự ái lắm. Hỏi ăn thì không ăn. Không ăn nó hoài, không hoài. Tiếp gì con hai em nhưng mà sĩ diện. Ý nó như sĩ diện nghe nha. Này mình rửa sạch rồi mình sắp nó nha. Thì bố có nấu nước trước, ngắm nước cho có hang đi rồi mình nấu canh sao. Nấu canh gì chứ nó ngon á. Sắp mỏng mỏng cho nó mau chín nè. Như đâu có mỏng ý không? Quên xin. Có hành. Bể trứng, bể trứng. Xác vị có quá nhỏ không ta? Thôi vị thì dễ ăn. Sắp hành gì đi. Bởi vì mình nấu canh, mình ăn cơm mà. À, vậy mà không có học luôn. Nó có học kìa. Để học luôn nha. Nó giờ cái già già đó. Hả? Trái chanh dĩa rồi ha. Ba. Gì con? Cái tay thôi con. Ăn ăn không? Xách vào cơm mượn cậu Út gỡ cho con ăn đi. Đi chờ ba, chờ ba chút đi. Thôi chờ ba chút đi. Để mình nấu chung luộc luôn đó. Mình sắp mỏng. Ừ, vậy gỡ rồi con kêu bà ba nữa. Để từ từ ra con. Mắm vậy cho nó dẻ ha. Cũng làm nước mắm đi trong khi chờ đợi nha. Rất lụm lên như cũng đem đây. Đừng bé ý ơi, rớt cái thùng. Mình cái nồi canh này màu mèo qua lấy hẹo quá ha. Đủ ba màu luôn. Thêm màu màu lá hành với nó chợ ơi. Bốn mà con thịt cái không hẹ luôn không? Thật chứ bình thường nghe nước nó ngọt vô cái mít để anh trái ớt nghe cái nhà sợ nó cay. Rồi mình để đường ngọt vô mình nêm nha. Nước mắm. Để ba muỗng đi. Có gì nêm vậy? Đưa vô bệnh lấy cái muỗng uống trà sữa. Cắt cái để vô. Này nước nước ấm nha cả nhà. Mở tới đây được không? Được. Ý trả lời được rồi đó. Mình đã thấy công trình bên ngoài đang làm đường ống hay có tiếng gì rồi cái gì nêm nữa rồi nó gan khô nha cả nhà. Mình đổ thấy với họ nha chứ mình không có răng đông yếm nhỏ hồi quay tiếp cho nhà xem nha. Bây mình đập trứng mình chiên nha cả nhà, chiên trước luôn nha. Chưa sôi chưa, nước sôi chưa? Dây kìa, mấy dây dây qua hai ba dây đem đây. Chiên 4 trứng nha nhà. Để dịch này dịch cái bộ Út. Thôi của mình. Ôi cái trứng này nó có máu à. Nó có trống á. Hai trứng có máu luôn. Trống. Chờ tay cho ta. Những gia vị nha. Nó đường nhưng nên mình để đường. Rồi đem trong góc hết đó đi. Ba cái hết luôn. Ghê chưa? Đường hả? Muối á. Muối hả? Muối đường nè.
Rồi bởi vậy nãy thấy cái hũ đường kia đường mà sao? Phải xài hũ này mới đủ nha. Đường thấy hũ đường gõ gàng mà sao nhất này có keo đó để hành chứ không? Hành luôn. Đánh gì vậy mà? Tao làm gì đó, hành này bữa sẵn rồi, cái nhà để nãy giờ nó không có héo rồi nè. Nắng chết luôn người ta còn héo nè. Hành này hành nhà chồng mình mới cái cộng hơi nhỏ nha. Nằm trong cái bọc này nó không bị bể. Mình không có gói xay. Gói xay xài mau hư quá. Đánh cho đều. Rồi họ nó ăn xong hạt dạch thôi, khỏi nướng thịt. Cái trời chưa có sắm đồ vô nha cả nhà. Chưa có kinh tế nhiều, chưa dám sắm nhiều nha. Bị đơn sơ. Không phải là han nhưng mà có thiệt đó. Để dầm đi. Dầm cái bữa không? Chiên được mấy lớp luôn đó cả nhà. Chị đợi vậy đâu. Vòng anh kia luôn. Đừng đừng dở chạy cho nó chạy vòng quá. Trời ơi, mình cắt cái miếng nó vậy. Mà sao dở ta? 1 2 3 sảy cái dẻo. Ôi ai sảy được chứ mình sảy được mình sảy cái nhịn năng nha cả nhà. Cắn ra đi dễ lắm. Cái vàng vàng chút cái dễ chứ. Chẻ làm hai luôn. Đừng đổ lên hay khó nha cả nhà. Biến lấy cái sạn nè. Thì khi cái chảo nó bay một cái là thổi ăn luôn á. Thì họ nghe họ nói họ độ nha. Độ lật được thì lật. Nói ra nó còn dịch vậy. Nước có sôi rồi, chuẩn bị mình thả rau củ rồi luôn nha. Đó, dặn đó, đó. Gà ơi, chạy gà ơi. Con kìa. Nóng lắm nha. Không khéo rồi, tôi trụng nước sôi mới nhồi luôn. Đó, được nồi canh màu mè đó nhẹ ra không? Nêm gia vị luôn. Bao không nắng luôn. Mới bọt. Mới cột. Đổ mới cột cái gì mới bọt. Coi được không? Hai vậy. Được, có gì hồi nó nêm lại nha. Nó sôi rồi, chín cái nêm lại để hầm cái là xong rồi canh nha. Quên lấy chà. Canh nó mềm mới chín nha, nhà mình lấy hành đi nha.
quậy 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 nha cái nữa. Quậy đều quậy đều. Để mình thử test thử cho nhà xem nè. Nè bày. Sáng củ cải không đi sáng sáng củ cải đỏ không sáng. Trong khi chờ đợi mình đi cắt rau nữa nha. Không cắt sát gốc cho nó lên luôn sao? Vậy là sao mình nói nhiêu đây hả? Không ăn nhiều nha. Nó vậy cái vườn rau chưa có hoàn thành. Đó, Út đang mở rộng vườn rau đó nha cả nhà. Ờ, có cánh cửa đi vô nữa kìa. Dữ chưa quá. Đây mình cắt vài cọng hôm nha. Đạp đủ của cô Út nha con. Nè. Trái cà khổng lồ. Nhờ mấy đứa phá mình nó ra đụng trái nữa đó. Dạ hả? Ra đọt á. Ra đọt ra tuột ra bông. Thứ khác của chú Út à. Cái này ăn này ha, con bớt à. Cắt lên cho lên đi, nó muốn già rồi. Cắt sâu sâu đi. Cắt chuồng sâu sâu. Nó lên khác. Cắm ở đây nhiều nhiều vô nữa. Chậu nhiều nhiều ra. Kêu đủ nữa kìa. Nó chưa muốn siêu đâu, nó đâu, đây đủ đâu. Rồi, như đây hai. Chút ít hai. Hồi nãy tính nấu canh có hẹ đâu mà có hẹ bao vô ha. Có hẹ rồi mình nướng thịt nha cái nhà. Thịt đó nhờ bà cắt giùm mấy cái cục 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 hoàn hoàn vậy đó. Tính nó khô kiểu hay vậy. Ớt thịt nướng cắt cục bự cục nhỏ cục dày cục mỏng nhìn nó cực lắm. Cục thì coi im nha, còn cục thì nó cái này nè. Thật nó đẹp á. Miếng thì thành cục, kia thì có miếng tảng. Với lại cục thịt cũng có sắc. Nó để lên màu nha cả nhà. Thịt này có miếng. Hai trong đây nó ấm nha cả nhà. Phải không? Không, nướng ba cái nếp là cao vậy là nó vàng ngon lắm đó. Nó cũng vàng vậy nhưng mà nó không có được đẹp. Nó cũng vàng thật đó, vàng mới vàng đen vàng nó vậy. Ai nướng, ai mà nướng vậy là đạt đỉnh rồi, độc quyền. Cao nhiêu ngáo cô hai? Ước mơ làm ca sĩ đó. Ngày nào cũng nướng chân giết cái điêu luyện quá ha. Ăn giết mòn mỏ rồi. Ăn giết mấy món chắc mở tiệm bán luôn. Nó đắp đắp lên không à, gọi thằng nào thì chín chín nào xong xong. Từ từ nha cái nhà chứ dính hết được đâu được. Cái lọ nó hơi lớn à. Đó, mốt là mở lại mở tiệm bán nha. Muốn khoai ăn không đó? Thịt chín rồi, chuẩn bị mình đi bếp cơm nha cả nhà. Đi bên quê đi. Cắt mỏng mỏng đi. Mình cắt đại thôi, mình không cắt cái tim chứ ơ giống như. Đây giờ đây là bà cốc y với mẹ y bắn cơm nha cả nhà. Cơm. Hai chục ngàn dĩa nha. Hai chục ngàn dĩa. Hai chục ngàn dĩa nè. Mình nói cho bà ba nha. Trời ơi. Bà bán cho ba năm chục ngàn. Đó trời ơi, dữ vậy. Y bán không có hao tiền. Nó không có hao tiền. Chị ta. Ý nó không có mất tiền đó mà nó hao tiền. Thôi ơi, nó nói chuyện với mất rồi không? Hao tiền. Ý bé không có hao tiền nha. Ý bé con chứ. Vậy đi anh, nếu ai ăn sắp em. Chà chua nha. Hai người mặn, hai người gần đây.
Gừng là 50 nha. Gừng 50. Ăn 20 gừng luôn. Ý gừng bà cóc gừng. Ý gừng bà cóc gừng. Bà ba cũng gừng nè. Ai cũng gừng. Quá cho ngợn dĩa là khó dọn. Mâm này không kẹo hay nha. Cầm mà nhiệt tình rồi nhéo rồi nhéo họ rớt bẹp 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 đâu có mẹ đâu đi ớt đâu ba ba chồng ý đó ai kêu ông khỉa khỉa tôi làm chi đâm cháy thì nó không sức kìa thì bà ba khỉa ý mà mới nói vậy chúng chữ chết à hai đầu chữ chúng chữ chết à cà khỉa ý mà ba cà khỉa ai đâu chúng chữ khỉa chúng chữ chết à nào khỉa chúng chữ đây múc canh đây mình múc canh nghe nha cả nhà ơi ơi đi về mới được bưng mâm đi về tôi chưa chọn tin miếng thịt nè đây đồ đó ừ để hai mẹ con nó đi cho nó về bến nó cơm ăn thì đưa thịt đây con sắt ra sắt luôn hả ừ. Sắt đi sắt bằng móng cho ông nội sắt luôn đi chứ hết đi chị dễ ăn cắt đi cắt ra móng móng cắt đi cái cắt thì nó dao cắt luôn ừ. Thì đưa đây lúc buộc là sao đưa đây con bằng được gì mà cái nào dễ thì bằng bây giờ muốn vậy sẵn biết sao không sẵn sắt dơ lắm hết rồi sẵn. Gia mình gia đình mình đông lắm nghe cả nhà. Quay đều. Miếng dưa leo miếng cà bà cóc. Mấy chén. Như dĩa đó. Chính mà có sáu cái mình còn đây mà nè có đây nè chắc còn đem ra nhở có nhau thêm không biết rồi còn sắp thì sao hết đi rồi mà nó sắp thêm nó còn mà rồi cho dĩa đi uống cho chén đi nè còn ở đây nữa ăn rồi hết rồi nè giờ mới gả cho mấy cái nhà còn cà không mà con còn cá đỡ dạng miếng thôi nhiều quá rồi. Cái này dưa leo này mắc lắm à. Dưa leo dụng thôi mà nó cũng mắc miếng đi trộn lên nè. Chào cả nhà mình ăn cơm chiều nha cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà mình ăn cơm chiều cả nhà ơi. Chào cả nhà ăn cơm chiều nha. Nằm liền cho nóng. Không phải ăn cho hết nha. Thôi ăn chiều cho ăn. Ngồi lắm mà cái xúc thì thịt treo này cái muỗng của người ta bác cũng dành luôn nên nay có cái muỗng này muỗng của ta mời cả nhà ăn với bột miếng thịt nha cả nhà ở đây ai ăn cũng đẹp trên đó mình bột ăn không đẹp cả nhà bỏ chua quá đỡ đây
Ý ý bà con Út ăn sao ý? Út ăn mỗi lần nổ cơm mà đi nhai. Thấy chưa? Thấy không? Bà con Út ăn vậy đó. Nói bữa nay bà con Út có một sưng lại đây là. Sưng lại rồi còn có trời mưa. Út bị đau răng. Út đau răng. Răng bị đau. Cô lẽ gì đó hả? Vâng à. Thôi, thôi người ta ăn. Cái là con lỗ chân cái vô rồi không ăn nổi ăn cho đàng hoàng sao mặt nè. Mặt bà thấy ghê không? Mời cái nhà miếng thịt. Heo. Vừa ăn ha. Ngại giới. Sao nó có trình tóc nhỉ? Ngại giới. Ngại giới. Ngon quá cả nhà ơi. Con cháu nó làm nó nấu ngon quá. Ờ khen nó họ nứt cái lỗ mũi luôn. Nó làm cái bụp một cái là sẹp mất tiêu cái lỗ mũi luôn á. Bỏ chạy hết. Người ta gặp giới mình cái ngồi. Nó có gần tấm nó rớt vô này. Ờ con lấy kẹp không cô ba, bánh có ba cái kẹp bánh kìa. Ba kẹp ba thứ nha, ba màu nha. Ba kiểu. Màu màu trắng và ba kiểu. Kẹp trắng lên nè. Nó nhẫn cà chua với cơm cho đẹp da. Đẹp da gì mà đẹp da? Da gì mà đẹp nhất? Cái nhà miếng cơm nha. Cái má nó mà nó đẹp như con quỷ vậy. Mằng cho nó ăn rồi cái nó chê. Nó không như dặn cho má nó chừng nó còn chê nó. Nó coi điện thoại thấy người ta bán kem gì em nó mai mốt mẹ mua đó mẹ xài nha. Nhiễm gì nhá. Dữ không? Mua gì à, có mẹ có xài không á, ít xài chừng. Để ý xúc kem một cái như đạn luôn. Ý xúc một cái hai ngày hết hộp. Xúc giò hết tay xúc đủ thứ hết. Hình như quần áo cũng có luôn. Ừ. Nó nói bà Cóc không xúc kem ông bà của chú chê bà Cóc á. Cũng răng. Chê bà Cóc á. Mẹ ơi. Lên đây ngoại. Con ăn. À, con hai bà cháu tình cảm nè. Nè bà ngoại, ngoại nè đúc coi giỏi quá bữa con muốn ăn nè thì cái muỗng mình ăn là để tầm bảy ba con rồi đó làm được mấy muỗng ra rồi xong rồi. Bí hết biết dẻo luôn à. Ở nhà miếng bí mà nha bí mình nấu một điệu luôn. Không bí bào dẻo luôn nhưng mà bí là loại bí dẻo nha như trái con chút xíu tại vì chưa già nữa nó hơi hơi vàng hả à. Bí mình ăn mình gãi nó lên ăn với bổ miếng thịt nữa là ăn kết thúc ngay cả nhà. Mở nhà mấy con vịt nữa mình cho rút cái đem nha nhà. Mở nhà mới thịt cho mình cái nhà. Đồ cục ngon hả? Mà dĩ đi cháu lẹ. Thôi mời miếng cơm cho nhẹ đi. Cái nhà có yêu quý kênh mình thì nhớ cho mình một like đăng ký kênh cái nhà. Ủng hộ kênh nữa cái nhà, thích like cái nhà nha. Ba cái nhà nha. Ba bảo chú à. Bé cả nhà. Mình đeo mình vào cái nhà mình cứ đốt cái đó nha.